Xin chào anh em, trên tay điện thoại đã nhiều nhưng mà hôm nay thì chắc là mình xin phép trên tay laptop. Ui, concept mới lạ đúng không? Bởi vì đây là chiếc laptop mình vừa được gửi từ Acer, tên của nó là Acer Aspire 7 phiên bản năm 2021, rất là mới. Có những cái điểm nâng cấp nho nhỏ so với thế hệ trước và có những cái điểm cũng rất là hay ho, cho nên là mình muốn chia sẻ với các bạn nhanh và gọn trong video ngày hôm nay. Có lẽ anh em đã biết là mình từng khởi nghiệp với Acer Neutral 5 bởi vì nó phù hợp với những cái nhu cầu từ chỉnh ảnh, chỉnh video, gõ bàn phím, chơi game, đa tác vụ của mình. Gần đây thì mình chuyên trách hơn, mình lên làm sếp, mình chỉ có ngồi chỉ tay 5 ngón thôi, cho nên là mình đổi sang laptop khác rồi. Thì đây, quay trở lại, Acer Aspire 7 thì nó cũng là một chiếc laptop như vậy, rất là đa dụng và cũng có thể coi là một chiếc laptop gaming. Vì sao chứ gì? Bởi vì cái dòng Acer Aspire 7 năm nay thì được trang bị con chip là Ryzen 5 5000 series, đi kèm với cả các đồ họa GTX 1650 và cái khả năng nâng cấp lên tới tối đa là 1TB SSD và 32GB RAM. Tức là về mặt cấu hình thì nó gaming nhỉ. Với phiên bản trên tay mình chạy chip AMD Ryzen 5 5500U và GTX 1650 thì mình vẫn có thể chiến thoải mái một số những tựa game cơ bản như là LOL, FIFA hay CSGO. Tuy là chip dòng U nhưng mà năm nay do Series 5 đã có cải tiến tương đối nhiều, cho nên mình nghĩ rằng là các bạn sẽ hoàn toàn có thể thoải mái chơi những tựa game như vậy ở trên chiếc máy này. Chi tiết hơn thì tất nhiên đây là video trên tay, mình chưa thể làm kỹ càng cho anh em được. Hãy để lại một like và subscribe, mình sẽ chia sẻ trong những video tương lai nhé. Ok, cấu hình đã như vậy. Vậy khả năng tản nhiệt thì ra sao? Aspire 7 theo như mình tham khảo từ bên Acer thì sẽ có hai quạt lớn và ba ống đồng full size, heat sink lớn giúp tối ưu khả năng tản nhiệt tốt hơn và cũng có những cái cụm phím FN để các bạn tăng chỉnh tốc độ quạt tùy theo nhu cầu cá nhân. Do đó, nếu mà vừa đảm bảo được cấu hình ngon, vừa đảm bảo được khả năng tản nhiệt tốt thì mình nghĩ các bạn chơi game hay là làm các tác vụ nặng trên chiếc máy này cũng ok rồi, cũng tạm gọi là một chiếc laptop gaming giá rẻ, đúng không? Năm nay thì thiết kế của Aspire 7 khá hay ở cái bản lề này. Màn hình sẽ mở được 180 độ thì các bạn có thể kiểu chia sẻ nội dung dễ dàng hơn. Ngồi học nhóm thì chỉ cần gập ngửa cái màn hình ra. Nằm ngửa ra. Không hài đâu, tôi không phải river hài, không đùa làm cái gì, đùa nhiều. Anh em cứ chửi tôi. Màn hình của máy có độ phân giải là FullHD, công nghệ IPS. Phần viền thì hai bên tương đối mỏng và cho ra các góc nhìn khá tốt theo cái cảm quan cá nhân của mình. Nhìn chung thì chiếc Aspire 7 năm nay có những cái điểm nâng cấp như vậy thì các bạn nghĩ ra sao? Cấu hình có nâng cấp, tản nhiệt cũng tốt, thiết kế thì đầm, chắc, đơn giản và nó kiểu rất là hợp lý cho những anh em sinh viên. Chưa có cái kinh tế, chưa có cái ngân sách quá tốt nhưng mà vẫn cần một chiếc máy đa dụng bởi vì là không thể không kể đến những cái khác như là Wi-Fi 6 này, như là USB Type-C Super Speed lên tới 5GB giây này, hay là những cái chế độ bảo hành 3S1. Ngày xưa mình dùng con Neutral 5 mình từng kể rồi đấy. 1 giờ chiều gửi máy bảo hành, 3 giờ chiều các anh bên trung tâm bảo hành đã gọi là bảo: "Em ơi, máy sửa xong rồi, đến đấy đi." Thì cái chiếc máy này cũng như vậy, nhận bảo hành trong vòng 3 ngày, quá 3 ngày thì các bạn sẽ được 1 đổi 1 miễn phí. Còn tất nhiên, ý kiến của anh em như thế nào hãy để lại comment ở bên dưới nhé. Xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video lần sau.